con thương gái mẹ thì mẹ chấp nhận, mẹ dạ. chịu. Quá rồi, thương gái mẹ suốt đời nha. Con hứa con thương mẹ gái mẹ suốt đời. Cuối năm đầu năm gái cuối năm trai. Phái kìa, cháu ngoại luôn. Em vợ phái nữa kìa. Có cháu không chịu không? Có cháu cho nhiều ổng nha, có cháu nha. Chịu không? Có cháu nha. Chịu kìa. Nàng cơm gì vậy chị? Cơm chứ cá điêu hồng thôi với cá lóc. Chỗ này. Chỗ này cũng cá lóc với cá điêu hồng đó. Em chua hả? Này đậu que xào, leo chấm. Quá rồi. Còn vợ thì ngồi đang ngồi ăn, lo điện thoại rồi. Không ăn cơm hả? Rồi tối có sức khỏe không? Ăn rồi. Ăn chưa? Mới ăn ha. Mới ăn. Ồ, đồ mới nè ha, mặc đồ mới rồi. Đồ mới rồi. Đây có đồ mới luôn rồi. Bận quấy vậy đẹp không? Đẹp. Lên đồ quá đẹp. Ôi ơi, chụp hình với mẹ luôn kìa. Tối nay là đám cưới của mà anh Hữu với vợ nha. Dạ. Mọi người đón xem nha. Có mẹ vợ cũng đồng tình nữa nè. Cái này vô làm mặt được chưa? Chưa đâu, từ từ đi. Từ từ đi ha. Dạ. Ăn cơm đi, ngồi ăn cơm với mẹ vợ đi. Dạ, ăn rồi. Rồi ha. Chứ anh Hữu dễ thương lắm đó nha. Dạ. Vừa trong vừa ngoài luôn. Chút xíu nữa cho mẹ vợ trang điểm luôn rồi lại quán nhường dừa. Dạ. Tổ chức rắn. Thì anh Hữu là ở ghẻ nha, nhưng mà mẹ vợ cho cái trái. Hai chồng ở cái trái nhỏ nhỏ này nè. Thấy không quý cô chú anh chị. Nè. Trái nhỏ nhỏ này nè. Của hai vợ chồng nha. Đám cưới xong rồi thì giờ sẽ ngủ trong ở đây. Tối làm hơi rung rinh nên mẹ vợ biết nha. Tối làm hơi rung rinh ha. Tối làm nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ nhẹ thôi nha. Đi thôi mẹ nghe đó. Mẹ nghe mẹ muốn chồng nữa đó. Tối mà tối mẹ nghe rung rinh là mẹ mốt mẹ muốn chồng nữa. Trời ơi. Em vợ với anh ghế ha. Em vợ thích ghế lắm đó. Bữa nay thấy mà cô thấy là cắt tóc là thấy giống đàn ông lại liền rồi ha. Thấy gọn ghẻ phải không? Gọn ghẻ ra liền chứ bộ. Đẹp trai ra liền. Không đổ nữa. Rồi mình đang xong mình dọn dẹp đi con ha. Cứ dọn dẹp bình thường đi. Ở đây là nhà của mẹ vợ nha. Cũng nghèo thôi. Bên cổng nhà là nhà sang. Bây giờ mà ăn cơm xong giờ dọn dẹp nè, chuẩn bị cái công tác tiếp theo đó là công tác sửa soạn nha. Đó, chút xíu nữa thì sẽ sửa soạn trang điểm cô dâu. Đây ha. Tối ngủ trong này ha. Giờ mới vô thấy tận nhà của mẹ vợ đó. Nhà mẹ vợ. Tối là ba mẹ con ngủ đây ha con. Ba mẹ con ngủ đây ha. Giờ có anh Hữu về đây làm ghẻ cũng thấy cũng ấm cúng ha. Thấy cũng có đàn ông lên nên cũng vui. Hôm nay nhìn thôi ơi kìa, phái anh ghẻ dữ kìa. Phái lắm á. Này quá men. Này men quá men rồi. Bắt bôi nha. Con hôm nay cô cho ý kiến cô nhìn con ghẻ làm sao, thấy sao? Như mọi ngày là làm sao? Thanh niên đàn ông á, trai thấy nó mình. Cô vui không? Như cô thấy vui. Cô vui không? Thì nó là chính thức là nam rồi, dạ. Nó không còn như cái lúc trước nữa. Dạ. Vậy là mình mừng quá hả cô? Dạ. Dạ. Chứ để mà nó chính thức lấy con mình rồi. Dạ. Phải như vậy mới được. Sức kèm ha. Chút thôi cũng hồi cũng chút xíu rồi chút xíu sức nha. Chút xíu đi rồi sức kèm luôn. Kêu mẹ làm sức kèm cho chị hai để theo chồng. Được không? Vui không con? Nó nói chuyện được. Nó chuyện được ha. Nó nghe được không chị? Nghe được mà nó không được. Dạ. Bệnh cũng lúc mới sanh ra là bẩm sinh này. Dạ. Nó chuyện không được. Dạ, cái này mình làm rồi cũng đủ sống không chị? Chứ sao kìa đó. Đó, sức kem kìa. Sức kem kìa, thấy chưa? Phải. Cũng điệu lắm chứ bộ à. Thôi đi dừng.
chị. À, xích sắc chưa? Dạ, rồi cô đi rửa tay chân gì đây, ngồi cho mình chuẩn bị ha. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi, tắm rửa đi. Chuẩn bị cũng như là chuẩn bị đang ngồi giờ sẵn sàng cái mình trang điểm. Dạ. Rồi thấy cho người sao, chuẩn bị sắp sửa làm cô dâu thấy sao? Hả? Vui ha. Rồi bây giờ tắm rửa đi rồi cho thoải mái tinh thần rồi tắm chưa? Tắm rồi ha, vậy thôi nghỉ ngơi xíu đi rồi chút trang điểm. Để chuẩn bị áo cô dâu lại rồi trang điểm. Nãy giờ đồ áo cô dâu đem gì đây hết chưa? Trên xe em á. Chút chạy lại. Đó, chút chạy lại rồi mặc áo cô dâu rồi mình đón là đẳng kêu thủ đẳng trước. Đúng rồi. Thủ đẳng trước ở đây rồi đón, nghe không? Cũng hồi hộp lắm rồi đó. Đây là cái người ta kêu là cái túp liều chanh hai quả tiết vàng của hai chồng nè. Thấy chỗ này thấy chật không anh Hữu? Thiệt chứ em thấy anh bận đồ như này mới im nè. Ra dáng này không? Ra dáng này không chứ. Sao mà mạnh mẽ hơn chưa? Dạ, mạnh mẽ luôn. Mạnh mẽ luôn đấy ha. Lắc lắc gung ginh không? Gung ginh không? Dạ. Có nhẹ nhẹ thôi nha. Có nhẹ nhẹ nha, nó gung ginh lắm nha. Nè, thấy không? Ừ. Kêu là có két á. Ở đây nhà sàn mà. Để mà công mẹ vợ nghe được cái mẹ vợ muốn chồng nữa. Thôi bây giờ để cho hai vợ chồng nghỉ ngơi xíu nha. Rồi trang điểm của chú anh chị. Rồi, bye bye tất cả mọi người. Rồi chúc cả hai chồng mà chuẩn bị ngày cưới hạnh phúc nha. Cưới trong đêm luôn. Cưới trong đêm luôn. Rồi. Trang điểm điện nha. Dạ, ok. Rồi thôi, Quang cũng xin kết thúc. Rồi, hãy cùng chúc kết thúc video tại đây nha. Rồi, bye cô chú anh chị chuẩn bị đám cưới nha.